Hello, xin chào bạn. Đây mình ăn ốc các bạn. Đây mình có nướng thêm fry nè. Kêu thêm là ra. Nói mẹ có nướng fry cho con nè. Nghe chưa? Mình sẽ ăn ốc. Đây các bạn ơi, mình chuẩn bị thật là đi ngủ rồi các bạn ơi. Và mình dọn dẹp hôm nay bụi á, thành ra là bị sổ mũi quá trời luôn. Không, mình để đồ dơ. Mình có chuẩn bị sẵn thêm nước để mà mình nhúng ốc. Mời các bạn nha. Chưa nào xuất qua đây cho cô chú coi thấy con nhé. Mới vừa tắm xong mới gội đầu xong á. Mình ăn fry mà không có ketchup ăn không được. Tammy said that she doesn't like tomatoes, and then you ask, well, do you like ketchup? And then Tam said yeah, and then you said, well, that's tomatoes. But actually, ketchup is made from with tomato, sugar, vinegar, salt, and spices. So it's not only tomato. Mình sợ cái vỏ của nó bị bể. Rồi các bạn. Like drinking that water. Vậy ngon không? Giờ này là hơi đuối, mình dọn nguyên ngày hôm nay, dọn đồ này kia dục hết mấy cái tồn mà soạn đồ hai đứa mới gọi đạo xong luôn. Nãy giờ mình muốn ăn mình đi vòng vòng mình làm công chuyện đó. Hai đứa ngoài ba có đi đâu chơi không? Ngoài ba có đi đâu chơi không? Cái này cứ giỏ bị bể nhiều. Bình thường thì mình sẽ không có phone nhiều đâu các bạn, khi mà hai đứa ngoài bên ba của nó, tại mình không muốn ba của nó cảm giác giống như là mình control, thành ra là nói chung là mình tin tưởng ba của hai đứa. Hồi xưa thì kiểu anh hay hơi bị mê game thôi. Cái gì vậy? Apply. Mà hai đứa mà qua bên bà nội á, mình nói thiệt mình cũng yên tâm các bạn nha, chứ mình không có kiểu như là lo lắng hay là gì đâu. Vậy bà nó bận là cũng có bà nội ở nhà.
Này là để thêm rau răm. Hang on to go tell Tammy to come outside when she's done eating. When she's done eating? Taking a shower. Đang tắm. Giờ nó mới đi chơi chỗ, nó tắm xong đi ra đây ăn. Remember when I always made funny faces in the video? Like I was like right here and I was just... Hi guys! Welcome to my channel! Còn chú nhớ không? Bị súng đăng nhỉ? I remember the video that you eating king crab. And I think you lost two teeth. I think just one in the front. Just one? No, I have both. Yeah, that video is so cute. I was like welcome to my channel. When me and Chandler were watching that, I was like, why is it so loud? Bây giờ lớn hơn bạn bởi vậy á, nhiều khi mình ngồi coi lại mấy video cũ á, mình thích lắm các bạn. Lâu lâu mấy mẹ con react lại cái video mà hồi trước react cái video mà mình cắt ngón tay á. Oh yeah, remember when Cammy was like sleeping for a really long time after the dentist? I was like, right. Nhớ mình lúc mà mình mới vừa làm video á, Tammy chưa có đi học, Tammy mới vừa chắc là 2-3 tuổi. Yes please. Bây giờ Tammy là muốn cao hơn mình rồi mà. Thế nào bây giờ là sắp bằng mẹ rồi. Tới tay rồi. Sau này mẹ đưa hai đứa đi Việt Nam gặp cô chú Việt Nam ha. Chắc là phải ngạc nhiên lắm. I don't remember what she looks like, but I remember they were Vietnamese. Definitely. Come on, Tim. This one's their mother. Hey, get off my head, guys. Can you go call Tammy to come? Mà nếu Thiên rất là thích uống nước lạnh. Nước càng lạnh càng tốt. Thế này là nước mà đá luôn là càng tốt. Nó ngồi ăn đá luôn. Đúng là hồi trước mình có bầu nó, mình bị ngán đó các bạn. Ôi, ăn đá các bạn. Làm không kịp luôn mà. Nhưng mà đá nó không có kịp đông. Đi qua chị Phượng xin. Tới bây giờ nó ăn đá quá trời các bạn. Nó thành ra là mình đang tính là nếu mà mình mua tủ lạnh mới á, thì chắc là sẽ mua giống như là cái tủ lạnh mà làm đá. Mình ăn hơi ngược.
Ủa đi đâu rồi hả? Bây giờ là ba mẹ con ai cũng tóc dài hết. Video. Ừ? I said, shh, mommy's making a video. Because she's Sao mày tắm xong hả? no, not yet. Nó ghét mà con đi ra đi vô vậy đó hả? Bây giờ có chưa có nè. Dạ cô chú không? Dạ cô chú. Đây, con em này cho cô chú coi nhẫn. Oh, may I was gonna ask you before you left. Where did you get? When did you get this? Nhẫn này là mình mua ở bên Việt Nam lúc mà mình lát chắc là 16 tuổi, 15, 16 tuổi mình mua này. Bây giờ là vừa nói rồi nè. Cái này là nhẫn của mình đó, vàng đó. Vàng bên Việt Nam đó. Trời, nó đang đếm. Đánh 9. Đếm lại, đếm lại. 1, 2, 3 coi. Đếm từ 1, 2, 3 coi. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái gì mà 13, 19? What number is that? 9? Wait, mommy, say again. Mẹ nói là 15 tuổi. Mẹ mua lúc mẹ 15 tuổi rồi đếm lại từ 1 thôi. 15? Đếm lại coi. 100. Đếm lại coi. Cái gì mà 100 and rap vậy? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. You 15? Mm-hmm. Oh, you got a real gold ring at 15. Mm-hmm. How much? Mẹ không nhớ nữa, lâu lắm rồi mẹ không nhớ. Nhưng mà hồi xưa á là tại vì giống như là mình có tiền mua vàng. Tại ba của mình ở bên Mỹ mà. Nên là ta cũng có thể gọi là khi mà mình lúc nhỏ thật sự là khó khăn lắm bạn. Mà lớn lên xíu là ba của mình giống như là ở bên Mỹ nên ta cũng gửi tiền về này kia. Ma'am, guess what? Sushi isn't my favorite food anymore. Okay. Sushi is not my favorite food anymore. Sorry. I thought it was Korean. No. Oh, because when we went to sushi, right? Mm-hmm. And I was eating salmon. the salmon tasted too much. Like the soy sauce and the salmon just too much. But it's still good. I will eat it, but it's just not here anymore. Okay. Now I don't know what my favorite food is. I know. Penny Puri. Penny Puri. Maybe. Mê đồ ăn Ấn Độ mà đồ ăn mà chấm nước á, giống như là múc nước á. Không biết là đồ ăn hay là đồ uống. Trời ơi, nó mê dữ lắm các bạn ơi. Cái gì vậy chứ? Mình vẫn gọi là chuối. Chuối ơi, chuối 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 chuối. Sao mẹ con nói chuyện với bà nội là con nói bằng cái gì, tiếng Việt hay là tiếng Anh? I don't know, sometimes Vietnamese, sometimes English. Randomly, we're talking about English, and then like, then she ran into English. Oh, wow, bà nội giỏi phải không? Like, she's, we're talking about, I like, ngon hong, and I was like, yeah, ngon. Do you like it? I'm like, I don't, so just the English. Chắc bà nội biết con không biết. Sao mày mình nói con thích vậy thôi. Ngon, ngon lắm, ngon quá. Oh my god, I thought you were dipping it in ketchup.
này giống như là trước khi đi ngủ á, cảm giác nó hơi này là ăn nhẹ, nó giòn quá vậy. Ba mẹ con bây giờ đi chơi hoặc đi đâu á vui được các bạn. This is a school box, Popeyes, right? But she accidentally got all spicy. It was very spicy, actually. Not spicy, I'm not. Tiana couldn't eat it. Hmm. I ate two. She ate two and she was like, but had, like, itching the indication, she was like, she was jumping and drinking water. Các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây nha. Chưa mà. Mình sẽ hẹn gặp các bạn lần sau. Lần sau mình sẽ làm video, hai đứa làm video ăn trưa với mẹ ha. Thế là Fresh Spring Roll. Fresh Spring Roll ha. Cái đó hai đứa thích làm gỏi cuốn á. Lần sau mình sẽ làm gỏi cuốn cho hai đứa phụ mẹ mình gỏi luôn. Gói. Gỏi. Roll. Cuốn. Cuốn. Trời ơi. Bây giờ tới lượt mình không biết nói. Nói chung mấy món mà hai đứa ăn được á thì mình lại không thích các bạn ơi, giống như là mấy cái pizza, pasta, spaghetti rồi tùm lum hết mấy cái món mà gọi là món Tây ở bên này á, mình lại không ăn được. Còn cái món mà mình mê á thì mấy món này là mình kiểu như là hay ăn, giống như là ăn giặt vậy đó, thì hai đứa lại không có mê. Nên thành ra nhiều khi làm video mà món của hai đứa thì thật sự mình không có ăn được, giống như là làm video mà để nhìn hai đứa thôi thì thấy cũng kỳ, mà để hai đứa nhìn mình thì hai đứa không thèm rồi đó, mấy cái này đó. Nên là lần sau mình sẽ coi coi làm món nào cho mấy mẹ con ngồi ăn chung với nhau ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye bye. 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 Bye.